Chào tất cả các quý khán giả nhé. Hôm nay thì cái dân tộc sẽ đưa mọi người đến cái lễ hội gọi là bắt vịt. Đây là một lễ hội dân tộc, trò chơi bắt vịt này các bạn sẽ được thưởng thức các cô gái dân tộc lao vào bịt mắt bắt vịt nhé. Đây là hai cô gái của chúng ta, rất là mạnh mẽ. Mọi người đang được cột những cái khăn và chuẩn bị chúng ta lao vào bắt vịt. Bắt vịt là một trò chơi dân gian, không hề đơn giản một chút nào. Mọi người đang cổ vũ rất là nhiệt tình. Bắt vịt thì chúng ta cần lưu ý một điều, đó là phải biết lắng nghe, biết cái sự chỉ dẫn của khán giả cũng như là cái âm thanh của con vịt tạo ra. Nhưng mà lỡ ồn quá thì có lẽ là cái khả năng nghe đến tiếng con vịt kêu rất là ít. Mình thấy nếu chỉ có hai cô gái thôi thì rất là khó bắt được nhé. Tại vì cái khu vây lại, khu trò chơi này cũng khá là lớn đấy. Nếu mà khoảng 4 cô thì rất là dễ bắt hơn. Khi đó thì những con vịt nó không có đường chạy nhiều lắm. Phía sau mọi người cũng đang chỉ dẫn nhưng chắc không bắt được đâu. Vô. Những con vịt rất là lớn nhé, bự nhé. Còn rất là khỏe luôn. Ngày ban tổ chức phải cho 4 cô, chứ 2 cô thì hơi rộng. Sân thi đấu hơi rộng. Chúng ta có thời gian thi đấu nhé. Nếu trong một khoảng thời gian mà không bắt được thì phải ra sân thôi. Vậy là hai cô không bắt được con nào cả. Đây là hai anh. Ôi ôi, nằm lên vịt luôn rồi. Như vậy là đã bắt được một con. Rồi, hai con. Đấy, đủ kèo nhậu rồi anh em ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp tất cả mọi người trong những video clip sau. Sẽ chia sẻ về những nội dung lễ hội dân tộc, các trò chơi dân gian.